Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả đồng đội của anh Niên, rồi cũng như là mọi người đang theo dõi trên kênh Lính Chiến. Thì hôm nay tôi cũng xin được chia sẻ cái câu chuyện này với tất cả các bạn đang còn theo dõi ở trên kênh Lính Chiến. Cho đến ngày hôm nay á, thì cũng xin được chia sẻ với tất cả các bạn ở trên trên mạng cũng như là đang còn theo dõi ở trên kênh của tôi. Thì tôi thì có hai kênh, một kênh là Hồi ức người lính và một kênh là Lính Chiến. Thì cũng chia sẻ cái câu chuyện này với mọi người để cho mọi người cùng biết và quý thính giả cùng biết là trong cái thời gian mà anh Niên anh làm cái thương binh á, thì anh Niên là bị thương năm 1982 đúng không? Trước kia 82. 1982 là anh bị thương. Đấy thì cho đến cái đến ngày hôm nay thì mới làm được gọi là cái chế độ thương binh cho anh Niên. Đấy, còn anh bị Niên bị thương là trong cái trường hợp là anh Niên là đi gài mìn đúng không? Có nghĩa là theo theo như em biết là khi anh thường thường là khi các anh ở trong Pusat á, là các anh khi đi về cứ á, thì các cái lối mòn là bọn anh đều phải cài mìn để chặn đúng không? Chặn các cái lối mòn lại, tức là khóa đường lại đúng không? Thì Vâng. trong cái khi anh làm cái nhiệm vụ là gài mìn thì là do là bất cẩn đúng không? Do là bất cẩn là nó nổ cái là anh bị thương luôn là từ năm 82. Nhưng mà bị thương thì anh chỉ nằm ở Quân đoàn 4, à, quân 4. à ở ở viện 4 của quân đoàn 4. Thế là cho đến cái thời gian đó thì cho đến bây giờ thì là đến ngày hôm nay thì anh Niên anh mới nhận được là cái thẻ thương binh này. Đây, chia sẻ với mọi người thẻ thương binh và một cái quyết định đây của Bộ Quốc phòng là chứng nhận là anh Niên là người là thương binh và toàn bộ các cái số tiền chi trả đấy là đều ghi rất là rõ ở trên này, được bao nhiêu tiền hàng tháng và được truy lĩnh bao nhiêu thì trên này ghi rất là rõ. Thì tổng cộng ở trên này thì anh Niên được truy lĩnh là 104 triệu. Đấy thì cũng là chia sẻ với tất cả mọi người cùng biết là cái thời gian mà tôi cũng là tham gia với anh Niên đấy để đi làm cái chế độ thương binh cho anh Niên. Thì qua đây thì cũng rất là chân thành là cảm ơn anh Sâm ở quân khu 4, rồi cảm ơn anh Xăng là xã đội trưởng và cảm ơn tất cả các đồng chí ở trên huyện đội Như Thanh rồi tỉnh đội Thanh Hóa đã tạo mọi điều kiện là giúp đỡ. Thì đến ngày hôm nay được gọi là thành công. Thì tôi cũng xin được chia sẻ cái câu chuyện này lên trên mạng. Thì cũng rất là mong là mọi người ủng hộ kênh để tôi lại tiếp tục để trên cái con đường đi tìm hiểu những cái câu chuyện đời lính của những người mà người ta đã tham gia ở chiến trường Campuchia. Thì cái câu chuyện mà các bạn đang nghe giữa anh Cảm với anh Niên á, là anh với anh Cảm là đồng đội với nhau đúng không? Là tham gia ở chiến trường Campuchia là 6 năm, người thì 6 năm, người thì 5 năm mấy tháng, đại loại như thế đúng không? Nói trong cái thời gian tham gia chiến đấu ở Campuchia nó cũng rất là dài. Đấy, hai anh thì nói chung là có rất nhiều các cái trận chiến đấu cũng như là kỷ niệm đời lính mà khi chiến đấu trên đất Campuchia. Rất tiếc là hôm nay là anh Cảm là cũng xa. Với lại là thứ hai nữa là anh Cảm hôm nay là cũng không có nhà, không có mặt ở đây. Kể có anh Cảm ở đây thì nói chung là vui đúng không? Còn đồng đội với nhau là thấy được hưởng cái chế độ thương binh, cái tiền xương máu như thế này thì chắc chắn là đồng đội với nhau thì khi đó người ta cũng rất là vui. Rồi cái đó thì thôi thông báo sau, không sao cả. Nó còn khi các bạn đang nghe cái câu chuyện giữa anh Niên với anh Cảm là đồng đội với nhau thì tôi cũng xin được chia sẻ với các bạn là như thế này. Là toàn bộ cái câu chuyện mà anh Cảm anh đang kể chuyện ở trên kênh Lính Chiến của tôi á là tôi đã thu âm cách đây là gần một năm rồi. Khi thu âm toàn bộ các cái câu chuyện ở trên đó về á thì tôi lại phải bỏ vào trong các cái phần mềm ở trên máy tính á, là chỉnh sửa lại giọng nói rồi biên tập lại những cái câu chuyện mà khi các anh kể lại, tại vì là khi kể lại là nó rất lộn xộn mà để một biên tập hàng trăm tập trên trên đang phát trên cái kênh Lính Chiến đó, là nó rất là tốn thời gian. Thì tôi cũng bỏ rất là nhiều thời gian ra để biên tập lại để cho người nghe dễ hiểu là cái khu vực mà các anh đã tham gia chiến đấu, là ví dụ như là ở Hồng Ngự này đúng không anh,
rồi sang Tà Keo này, rồi rồi Công Bông Chư Pư, rồi Nông Pênh, rồi U Đông, rồi lại quay lại Tà Keo, rồi như vậy, tức là nói bao quát như vậy để cho mọi người cùng hiểu. Rồi sau này các anh lại vào trong tỉnh Pusat. Đó, nói chung là nó rất là lòng vòng, nên là tôi phải biên tập lại rất là cụ thể. Đấy, những cái chỗ nào mà thiếu sót lại phải hỏi lại các anh, lại nhờ các anh kể lại. Về giọng nói thì cũng phải chỉnh lại. Đấy, chứ còn thực sự là các bác cựu chiến binh khi kể lại là các bác kể rất là lẫn lộn, với thứ hai nữa là giọng nói vùng miền nữa. Nên là nếu như không chỉnh sửa lại á, thì là người nghe rất là khó nghe. Đấy, nên là tôi làm cái chương trình mà anh Cảm anh đang kể chuyện á, thì nói chung cũng thời gian nó cũng khá là lâu rồi. Đấy, mới biết là thời gian đó nó lại bị Covid nữa. Đấy, nên là thu thập những cái câu chuyện nó cũng khó khăn cho cái thời gian Covid đó. Thì đến nay thì Covid nó cũng bão hòa rồi. Đấy, thì tôi cũng đã thu thập lại những các cái câu chuyện đang phát trên kênh Lính Chiến như vậy. Qua đây thì tôi cũng rất mong là quý thính giả là nghe, rồi ủng hộ, rồi chia sẻ những cái câu chuyện mà lính Campuchia người ta đã chiến đấu và đó người ta kể lại. Cũng rất là mong là được mọi người là ủng hộ, là giúp đỡ. Thì cái ủng hộ giúp đỡ của các bạn thì là cái nguồn động lực rất là lớn đối với tôi để khi làm cái chương trình này. Thì nay thì Covid nó cũng bão hòa rồi, cái chuyện đi lại của người dân thì nó cũng đơn giản rồi. Nên là sẽ gặp nhiều các cựu chiến binh, rồi lại thu thập lại được những các cái câu chuyện đời thật của người ta mà khi các anh ấy đã chiến đấu trên đất Campuchia, để khi phát lên trên mạng á, để giữ được cái câu chuyện là nó chân thật nhất, trung thực nhất và sát với thực tế nhất. Thì qua đây thì cũng mong là mọi người là ủng hộ kênh bằng cách là bấm đăng ký kênh, rồi chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đấy, rồi là tạo mọi điều kiện cho các bác đấy, là về cái thời buổi hòa bình bây giờ thì kinh tế nó cũng đỡ hơn nhiều rồi. Đấy, thì tạo mọi điều kiện để cho các bác ấy là có thời gian là gặp nhau. Đấy, rồi là chia sẻ với nhau, vì có những cái đồng đội giờ cũng đang ở xa lắm, anh không nhận không, mà có khi từ khi ra quân cho đến giờ là ông chả biết ở đâu mà ông chả gặp được, không gặp được đúng không? Không gặp. Đấy, nên là qua chương trình á, thì tôi sẽ cố gắng bố trí để làm sao đó cho các anh ấy gặp được nhau, giao lưu được với nhau và kể lại những cái kỷ niệm mà khi các anh chiến đấu trên đất Campuchia nó gian khổ và ác liệt nó như thế nào. Thì qua đây thì anh Cảm có nói gì với anh Niên, nói chi với khán giả không nha? Nói không. Mong khán giả giúp đỡ những anh em đồng đội chúng tôi. Tôi rất cảm ơn. Nói chung là nhất là các đồng đội, rồi thứ hai là khán giả các mọi miền giúp đỡ cho chúng tôi được về gặp nhau. Cảm ơn. Rồi anh Điên thì đến bây giờ thì cũng rất là vui rồi, anh cũng đã nhận được cái chế độ thương binh rồi. Đấy, tiền truy lĩnh là cũng gọi là đây là cái tiền xương máu của các anh. Đấy, tức là trước kia tôi cũng đi làm cho cái chế độ thương binh này cho anh Điên cũng lâu rồi, từ năm ngoái kia, thời gian cũng khá là lâu rồi. Đó, thì ngày trước thì anh cũng có chia sẻ là nộp hồ sơ lên là nhiều lần lắm, nhưng mà đều bị trả hồ sơ về. Nhưng mà lần này là cũng rất là may mắn là cũng được là các cấp chỉ huy tạo mọi điều kiện giúp đỡ. Đấy, đã làm được cái chế độ thương binh cho anh Niên. Mà anh Niên thì sinh năm 60, thì đến bây giờ cũng là 62 tuổi rồi. Đây cũng là cái nguồn đời lớn nhất đối với anh Niên, cũng như là đối với người thân trong gia đình và tất cả đồng đội. Đó là tôi hôm nay tôi cũng xin được khép cái video tại đây. Tức là để thay đổi cái câu chuyện của anh Cảm thì tôi có làm cái video này. Để khép lại cái video đồ này á, tôi cũng xin được cảm ơn tất cả quý thính giả, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi.